đấy nhở, hầm mút, mút đây rồi, ui rồi, bắn ông hang em ơi, ui, bắn ông hang rồi. Ngon nhỉ, nhìn nó thấy ngon. Đây nắm chim rồi, điêu đi điêu đi. Đâu ăn? À, anh ấy đi gà ngon chưa? Về. Vào câu. Vào câu. Rồi bao nhiêu? Này vậy là không. Em uống em. Rồi ăn uống miếng em nhé. Này gọi là sướng à. Đây anh em nhìn chưa, mùa nó chín lắm chưa. Đây hoa nhìn trồng ngọt, đây là quả ăn phê thôi rồi luôn. Ngọt cực kỳ. Quả này làm có nhiều pha nước uống để giải khát này. Thôi rồi, quả này thơm hơn chanh leo anh em nhé. Đã quá. Đây này, đấy rồi, nhìn quả ngon này cơ mà. Hạt chín mọng ăn rất là thơm, thể quá. Rồi chuyến này đi cũng hơi xa, đồ nó mang rất cồng kềnh, em không cầm gimbal nên cầm bằng tay không là nó chất lượng video nó không được như ý, anh em cũng thông cảm nha. Chim hót nhíu no, buổi sáng thì câu rất là phê anh em ạ. Phải nói là nó rậm rạp quá anh em ạ. Này đi phải đi dày có nhá. Này, anh em nhìn này, hôm nay em đi em đi dày không dám đi tép tống rồi, ra ngoài đây. Rậm rạp này sợ rắn nó đập nên phải đi dày nó chắc ăn. Anh em nhìn nhá. Nghe hôm nay các bác em sắm quả long đao đây, đi phạt cây. Gặp rắn nào băm đất đôi luôn. Ngồi nghe chim hót vui tai quá các bác ạ. À, hôm nọ em đi câu ở trong đây mà hôm đấy quái nào em đi về mà có con rắn cặp ni nó bò trong xe các bạn, nó bò ra xong bắt đầu là khi mình về nhà đấy buổi tối bước chân đâu hồi cửa ui nó vần lên phát hại. Nhờ cái mấy cái ba lô đựng cần này em giờ em không dám đáp ở chỗ này các bạn, bây giờ phải dựng nó lên chóng mày nó bò ở đây cái toi mạng đấy. Giống thì giống cặp ni nó độc lắm, khóa hết những cái chỗ này vào ra nhá, dựng nó lên. Thank you.
ngồi nghe tiếng chim hót vui tai quá. Chính thức nào là đánh lục anh em nhá. Bầu 20. Foul fishing. Này chơi hạng nặng này. Cho bác like cho em cá lên cá nào. Nâu này em đánh hay gặp con phi hiệu này. Chứ là con trôi con chép nào. Này quyết tâm hẳn lên. Lên hàng. Đấy, quyết tâm thì nó hơi quá. Nói chung mà đi câu nó là may mắn hay quá. Hôm nay thì đi câu đồ đùa đấy, ra cái nào cũng là con hàng khủng ngay. Hôm đen thì có ngồi ổ cả ngày thì cũng chả được con chết. Con chết nào. May mắn là điều rất là quan trọng. Mồi là chính nhưng mà may mắn cũng phải là chủ yếu đấy các bạn. Chứ không phải là cứ mồi hay nên là cá đâu. Có duyên thì mới câu được cá. Đây, em phải công nhận là có duyên thì mới câu được cá các bạn. Nhiều ông đi ra câu rất là vớ vẩn mồi trông rất là đẻo nhé, được cá to ông mồi xịn ngâm cả ngày thì không được con gì. Kiểu như là, giống như người ta nói là thằng hai bịch sữa là không bịch nào ấy. Cũng cái mồi đấy, cũng cái vị trí đấy, thằng giật rất là nhiều, thằng không được con nào. Giật con nào không? Hôm nay em đánh độc mồi củ chua các bác nhá, không phối gì cả. Cá đã cắn thì kiểu gì cũng cắn, không cắn thì có phối mấy thì nó cũng không cắn. Không. Lục này thì anh em nhớ là đánh chậm bánh nhá, nhiều thế bác hỏi quá không biết là đánh lửng hay đánh chậm bánh, lục người ta đánh chậm bánh nhá. Nhiều anh em vào mới xem ấy cứ hỏi cứ là chậm bánh hay đánh lửng. Các bác còn muốn mua cái bộ phao này thì lên trên Lazada nó có bán đấy nhá. Đây, Fishing King 4g. Có 80 mấy nghìn 10 quả, ship về gọi là mất 100 nghìn các bạn. 10 quả câu bạch nhàn quay cực kỳ đẹp luôn, anh em nhìn chưa? Quay phao này mới là phê. Cái tâm hồn của thần thủ nó nằm ở ngọn phao này. À, đống phao đống lưỡi này, đống đồ này. Ôi trời mẹ anh em ơi, này chui trong rừng này. Ôi con này đốt tay em, các bác nhìn cũng kinh khủng chưa. Thế am màn con mũi chết tẹt này đốt này, nó máu rồi. Ui rồi còn đấy mà vỗ phá thì đúng là một bụng máu luôn. Nè mùi củ chua không các bác nhá, thả thính. Làm thêm một cái cần đơn các bác nhá. Làm thêm mấy cần đơn cậu ở xuống móm này. Vẫn đánh cần GVK nhưng mà hôm nay em đánh gọn 6H đánh nhá. Đơn này 6H thôi. Dùng phao này quay đẹp. Góc bên này. Phao này mút các anh em ơi. Đấy, đang mút. Đi đấy, đóng chưa? Ôi giời. Được phi à? Ôi giời, con đồ phi quá. Ôi đồ phi đẹp chưa? Phi gì trông máu đẹp mình các bác nhỉ? Này. À, con lại nhỏ thả bác nhá. Này anh em nhìn này, con lại nhỏ thả nhá. Con lại xong. Cô phi bán em thả hơ. Chết. Ooh.
đào nha này. Ui. Ê. Ờ. Ba cần đục các bác ơi. Ba cần đục thôi. Ghê rồi à, các bác cho đi phao này. Cần công tít mù rồi. Là còn gì nhỉ? Khỏe lắm. Này bỏ luôn cần lục ra con nhé. Ui cẳng quá. Ui. Ê giời ơi cẳng cẳng anh em ơi. À chấm cỏ chấm cỏ chấm cỏ chấm cỏ các bác ơi. Chấm 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 chấm. Úi giời. Dã man. Rồi con này vọt con này vọt các bác nhá. Dã man quá. Này lấy vọt lấy vọt. Chấm cỏ bác ơi. Đã chưa? Đóng hàng. Cần đơn đánh được các bác nhé, không phải lục nhé. Đẹp quá. Cái này em lại đang dí phao lục nha, không quay được phao đúng không lôi các bác ạ. Tiếc quá. Anh em thấy mùi ủ chua ác chưa? Này cần đưa đánh đập nhá, chứ không cần lục nhá. Rồi, quậy cá đói ra người. Em hàng đầu tiên. Sướng. Tiếc quá là không qua được phao các bạn. Đấy. Tiếc quá là em đang dí phao cần lục không qua được phao con này. Ôi, ngon. Có hàng rồi. Mồi ủ chua phải thế.
đấy nhở, hà mút, mút đây rồi, ui rồi, bắn long hang em ơi, ui rồi, bắn long hang rồi, hà mút, mút đây rồi, ui rồi, bắn long hang em ơi, ui rồi, bắn long hang rồi, ui, tôi thu cân đơn rồi anh em ơi, ui. Ủa, nóng hàng rồi thôi, tôi thu cần đơn rồi nhé. Lần nhất, nhất cần đơn đó. Đẹp, đẹp quá. Ủa, con gì, ơi. Ủa, chấm chắc chắn rồi. Ui. Chết 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 rồi. Nào nóng hàng trăm trăm cỏ bác ơi. Ui. À con này cũng nhỏ. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Ồ, con này khỏe lắm các bạn ạ. Nè 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 nè. Nhấp bỏng quá nhấc con này thì nhấc phát lên luôn. Đấy rồi. Ừ, nhìn đã chưa? Đấy rồi, nhìn đã chưa? Căng 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 căng. Rồi, con này lấy vọt kìa. Vọt 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 anh em nhé. Đẹp luôn anh em ạ. Trắng trắng như ngọc trinh luôn. Phê 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 quá, phê 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 quá. Ăn hạt ăn hạt. Úi xa. Ủa, con này nó gầy quá nhỉ. Từ ngoài này thiên nhiên không có gì ăn thì nó gầy gầy bé tí. Đấy, đẹp, đẹp tươi anh em ạ. Cho vào đây. Nó miên, cho rõ anh em nhé. Được rỡ. Được rỡ quá. Mùa đông này đúng cái tầm ấm thì cá nó mới ăn mạnh các bạn. Tầm này tầm 9 rưỡi rồi, em đi đến đây 7 giờ 9 rưỡi là mới đóng lên hàng. Cứ ấm cái nào mới đóng ngay. Quả đẹp, phao đẹp thật đấy, dọc cái to luôn.
anh em chết chưa? Úi giời. Anh em chết chưa? Úi giời. Ủa. Đóng là con rô phi giật với bay mất rồi các bạn. Anh em rô phi bay mất rồi. Quả nó giật quả nó hơi căng. Rô phi nhỏ giật phát bịch phát bay tận tận lên nóc. Rồi, mọi người thu đồ vào đi. Nướng con gà anh em nhé. Này được hai chú chấm cỏ này. Mới được mấy con rô phi béo quá. Đấy, thành quả bao nhìn phê chưa. Hôm nay gọi là cũng có quả rồi. Đây. À, đẹp rồi quá. Cho anh em xem mặt hàng. Dễ quá các bạn. Này được đấy, hôm nay được hai chú chấm cỏ anh em nhé. Nói chung là nay đánh vậy là cũng nó ổn rồi. Cá tuy nó bé nhưng mà cá thiên nhiên ăn nó ngon các bạn. Về chờ anh em ơi. Các bạn thấy cái cá không thương. Rồi bây giờ chuẩn bị đi ăn trưa. Ăn trưa thì hôm nay hai anh em sẽ nướng gà bao nhá. Nướng con gà chọc thì mía nướng gà. Di chuyển là hai con chấm này đến vị trí chỗ nướng gà anh em nhé. Chỗ này cho nó dầm mát. Các bạn nhìn thấy không? Chỗ này xưa sông nước mênh mông. Là con gà ngồi nướng câu cá đời này nó nò phê này. Anh em tôi vừa nhặt được hai khúc củi. Ra thấy khủng chưa? Ra này nó lứa gà nó lại cục bền. Như kiểu phim cổ trang Trung Quốc luôn. Căng. Đó là từ này xoạc. Chỗ câu ngoài kia và những gà thì ở đây. Theo cầu tầm chừa đói dã man. May là mấy nay kiểu như trời nó hay khô, lá nó khô tốt lắm. Thầy qua nhìn nào, cái mía to chưa? Đấy, nhưng cái điều quan trọng đấy là con gì chưa? Gà nhé các bạn nhé. Gà được ôm mía này. Đấy, này nó tươi. Đã chưa các bác ơi? Một cái mía to. Gà ôm mía cho đấy nhá. Này, tí quay tuyệt vời. Đúng kiểu cầm quay. Đúng như kiểu phim Trung Quốc này. Anh em tôi có một nọ sa tế để tí quét lên cho màu nó đẹp. Em vừa hạ cái cần này thấp xuống các bạn nhé. Hạ cần này thấp xuống để quay nó nhanh chín hơn. Bởi vì dưới lửa nó toàn tàn thôi. Anh em mình vàng, vàng tươi. Nếu trong tí gặm kỳ mía này cũng thấy thích rồi anh em ạ. Mía tre đấy. Thì cuộc sống bây giờ thì cứ bình yên như thế này là vui nhất các bạn ạ. Vừa đi câu cá này, vừa giải trí cuối tuần này, vừa ăn gà này. Thế là cuộc sống. Cứ bận rộn mãi công việc thì cuộc sống nó rất nhàm chán, mệt mỏi. Thỉnh thoảng thì có giây phút cuối tuần như thế này mới là thích. Tất là thiệt thòi cho nhiều anh em là vợ này không cho đi câu cá này, không cho đi thư giãn như thế này. Em thì đi liên tục và thường xuyên. Cứ cuối tuần là được đi. Lôi tiếp con cá trắng.
cho. Làm một chú này cho nướng anh em nhé. Mùa đông này ăn đồ nướng là ngày ăn xương lạnh lạnh. Em nướng sẵn, nướng sẵn bữa nhìn ra nó vàng vàng. Anh em đang quét một tí sao thế cho màu đẹp, ăn nó cũng ngon hơn, bằng da nó giòn. Mình quét thì sao thế da nó giòn ngon này. Chế mãi được cái quả chổi quét đây các em nhá. Tìm mãi được cây chuối để cắt lá đấy, không đơn giản đâu. Trông màu đẹp hẳn lên đấy. Chú cá này thì anh em mình cứ kiểu như là mình nướng cao nó hong khô tí, nó khô thịt ăn ngon. Chú này ngồi nướng hơi bị kỳ công luôn, gá các kiểu này. Đâu phải đơn giản đâu. Ngoài kia giờ bắt đầu nắng đấy. Mùa đông mà mấy anh em ngồi uống rượu ngồi này tuyệt vời luôn, không còn gì để chê nữa. Ngồi xé gà, gà xé gà con thích, ngon nha. Nhìn đã thấy ngon rồi. Đây nóng chim thật. Điêu đi, điêu đi. Tí giờ quay mặt sau. Bây giờ anh em ta triển khai gà này. Chúng ngon nhé. Đặt chữa đấy, cứ để luôn mà ăn cả xé luôn, xé luôn cả con. Thơm nhé. Này lại xay bí tỉ. Xé đi cho nào. Đó. Nấu ăn. À, anh em nhìn miếng gà ngon chưa? Phê. Bao câu. Rồi bao nhiêu? Thầy mời bao câu. Em muốn em. Mời các bác uống bia em nhé. Phê. Nướng gần 2 tiếng nữa nhỉ. Như mình hun chạy, như mình hun quấy. Ngon quá. Cuộc sống này nó mới là sướng anh nhỉ. Dần dã làm cánh nhỉ. Nắm chim ở đây, nắm chim hon. Cười. Trước thì giảm mỗi anh chị nữa. Thấy thân không quài này. Không quài. Không phải thân. Về đọc, làm ngay một sướng. Dạ, dạ. Wow. Nướng này thì nó dài xuống cây các bác ơi. Wow. Quả quá nhỉ. Nó khô nó bóc vỏ. Rồi, cho nó như bàn.
Rồi, bế mạc cuộc chơi anh em ạ, ngồi đến 4 giờ rồi. Uống hết két bia. Một con gà, một cá, giờ một chú nữa các bác này. Ui, nắng quá. Nhà mình còn sông câu đẹp không? Nắng hơi nắng rồi. Còn mời em chấm cỏ. Mau về làm quả bác nhá. Sống thì đã chết đây. Nào. À, vẫn sống, vẫn sống. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo em về nhá. Cá đẹp luôn.